mẹ là người con thương nhất ở trên thế gian này. Con xin lỗi mẹ, con không nên cùng mẹ yêu cùng một người đàn ông. Về rồi sao? Mau đi ngủ đi. Mẹ ơi, nhưng mà quả thật con rất khó từ bỏ Lý Đạt. Anh phải về rồi. Anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Kỳ Kỳ. Em không cần phải nghĩ gì hết, nghỉ ngơi cho khỏe. Phải ngoan ngoãn ở lại đây tiếp tục chữa trị, đừng làm mọi người phải lo. Anh sẽ mau chóng quay lại. Hoàng tử của em. Ở đây đi. Anh đã nỗ lực rồi, nhưng mà chỉ vô ích mà thôi. Có thật là anh đã nỗ lực chưa? Có thật là anh đã ép bản thân quên Lâm Đa Mỹ chưa? Cũng giống như em không thể buông bỏ anh, anh cũng không màng tất cả để yêu Lâm Đa Mỹ. Là anh tự nhốt mình trong lòng không thể ra được, anh có biết không? Tại sao anh không trả lời em? Hôm nay em cứ nói hết những lời em muốn nói đi, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe. Diệp Nam Định, tại sao anh lại mê muội không chịu tỉnh ngộ? Xin lỗi, kết thúc đi. Anh Nam Định, cho dù anh không nghĩ tới em, anh cũng nên nghĩ cho ba mẹ một chút. Lẽ nào anh thật muốn làm họ tổn thương lần nữa vì anh sao? Họ đã cho anh sinh mạng thứ hai rồi, không có họ anh sẽ không có mọi thứ như ngày hôm nay. Anh thật nhẫn tâm khiến cho họ thất vọng vì anh sao? Chẳng qua họ chỉ mong anh được sống hạnh phúc. Anh chỉ muốn làm cho họ biết được rằng họ cho rằng đó là hạnh phúc, với anh mà nói đó không phải là hạnh phúc thật sự. Rồi sẽ có một ngày họ sẽ hiểu ra tâm ý của anh. Kỳ Kỳ à, sống bên cạnh anh em cũng sẽ không hạnh phúc. Cho dù anh có tốt hơn với em, đó cũng không phải là tình yêu. Lẽ nào em không muốn tìm người đàn ông thuần túy yêu em, chăm sóc em để kết hôn hay sao? Cho dù em hận anh cũng không sao, vì anh tin rằng cũng có ngày em sẽ hiểu ra. Hôm nay anh đưa ra quyết định này là chính xác. Bên phía chú Kỳ, anh sẽ đích thân tới nhà tạ tội. Mong là sự ích kỷ và lạnh lùng của anh sẽ không thay đổi thái độ của em đối với tình cảm. Anh xin lỗi.
Chúng ta không thể ở bên nhau đâu. Anh đã hạ quyết tâm rồi. Những lời nên nói anh cũng đã nói rõ ràng với em. Nếu như chúng ta chia tay cả hai đều đau khổ, chi bằng anh đứng ra trước, dũng cảm đối diện tất cả. Dù không em luôn ở bên cạnh anh sẽ có tự tin để mà đi tiếp. Nam Mỹ à, em đừng có trốn tránh nữa. Em đừng gạt mọi người cứ nói người em yêu không phải là anh. Anh sẽ không tin lời em đâu. Anh không cho phép bản thân buông tay em một lần nữa. Không để em phải chịu tổn thương một lần nữa. Anh mong là tương lai em chỉ cần giao đôi tay này cho anh. Cùng anh tiến về phía trước. Anh tin tưởng chân tình của chúng ta. Nhất định sẽ làm cho ba mẹ anh cảm động. Em có còn nhớ chúng ta đã cùng có tâm nguyện giống như nhau hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để hoàn thành tâm nguyện này. Ăn nhiều chút, bây giờ em cần nhiều dinh dưỡng đó. Nè, mai anh có chương trình ghi hình, đừng quên đó. Ừ, anh biết rồi. Chương trình ghi hình với em, sao anh quên được? À phải rồi, anh đọc kịch bản rồi, cũng khá hay. Chuyện đó dĩ nhiên rồi, anh cũng không nghĩ coi là ai viết. Nè, về ghi hình, em có kinh nghiệm hơn anh, tới lúc đó anh nghe em là được. Được, anh nghe em hết. Tiếu Phi, bây giờ Đường Đường và đứa con trong bụng của em đều nhờ anh đó. Anh biết rồi. Biết là con mang thai rồi, không cần phải làm ra vẻ như vậy. Nè. Ơ, con bé hỗn xược này ngày càng coi trời bằng vung, không coi mẹ chồng ra gì. Tôi ăn no rồi. Cả nhà này sao vậy chứ? Mẹ bớt giận đi. Bớt giận đi mà. Vào đi. Chủ tịch à, nghe nói hôm qua trong kho hàng Blovest xảy ra chút chuyện đó. Xảy ra chuyện gì? Chuyện đó cậu mau nói đi. Giờ anh với Lâm Đa Mỹ hôm qua đánh nhau trong kho hàng. Lâm Đa Mỹ bị thùng hàng rớt trúng và đang ở bệnh viện. Ở bệnh viện nào?
bỏ xuống để anh đút em. Không cần đâu, với lại em cũng đâu có bị thương gì nặng. Ngày mai ra viện rồi, để em tự ăn. Em cứ để anh thỏa mãn tâm nguyện chăm sóc em đi có được không? Nè, há miệng ra. Sao cứ như đồ ngốc vậy? Em đâu phải là con nít lên ba đâu. Anh quên ha, em đã 4 tuổi rồi mà. Trong mắt của anh em chẳng phải là trẻ con sao? Chuyện gì cũng làm anh lo lắng. Mở miệng ra. Anh đến đây làm gì? Tiểu Phi, còn anh đến làm gì? Đến xin lỗi thầy Văn Hinh sao? Tôi xin lỗi gì chứ? Diệp Nam Định, anh đang nói gì vậy? Anh đang dạy tôi làm người thế nào sao? Trần Tiểu Phi, tôi cảnh cáo anh, tránh xa Đa Mỹ một chút. Cổ không cần anh làm bộ quan tâm đâu. Tôi cũng không cho phép anh bước vào cuộc sống của cổ một bước nào hết. Đây là tự do cá nhân của tôi. Tôi muốn hỏi anh, anh bỏ mặc vợ chưa cưới không lo, tới đây chơi trò mập mờ gì với vợ trước của tôi? Không biết Đa Mỹ bị như vậy là do ai hại, tất cả đều tại vì anh. Làm ơn quản lý tốt bản thân, quản lý tốt vợ của mình đi. Đừng có chồng trước vợ sau tới kiếm chuyện với cổ, khiến Đa Mỹ bị thương như vậy, còn mặt mũi tới làm phiền cuộc sống của cổ. Anh không thấy bản thân rất buồn cười, rất đáng thương hay sao? Đó là tự do của tôi. Cái gì? Con với Lý Đạt chia tay rồi? Đúng vậy, chia tay rồi. Trời ơi, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con đừng chia tay với cậu ấy gì mẹ. Mẹ à, không phải đâu. Chẳng phải mẹ đã biết sao? Tình yêu là do cơ thể tiết ra quá nhiều hormone tạo thành. Tình yêu của con chính là vì nội tiết tố rối loạn. Bây giờ con đã điều chỉnh ổn rồi. Trời ơi, con nói lung tung cái gì vậy? Nội tiết hormone cái gì mẹ nghe không hiểu. Nó tóm lại, mẹ chỉ biết con chia tay với cậu ấy vì mẹ. Mẹ không đồng ý, mẹ quyết định không đồng ý. Mẹ à, nếu như con không kết hôn là có thể sống cả đời bên cạnh mẹ rồi. Mẹ nên vui mừng mới phải chứ. Mẹ không có vui, làm sao mẹ có thể vui được? Mẹ nói cho con biết, Lý Đạt tới cầu xin mẹ khuyên con đừng chia tay với cậu ấy. Con làm như vậy chẳng phải tổn thương cậu ấy sao? Anh tới tìm mẹ thật sao? Thật mà, cậu ấy còn nói sau này, sau này cậu ấy sẽ có hiếu với mẹ như là mẹ ruột vậy. Thôi bỏ đi mẹ, tụi con đã kết thúc rồi. Con nghĩ kỹ rồi hả? Con nghĩ kỹ rồi. Vào phòng làm việc của tôi. Tại sao hôm qua lại vào trong kho? Cái gì? Tôi hỏi cô tại sao hôm qua lại tới kho? Giờ là thời gian làm việc, tôi ra ngoài trước. Tôi đang muốn hỏi cô, tại sao trong thời gian làm việc lại xuất hiện ở kho? Trả lời xong mới được đi. Tôi có hẹn gặp người khác ở trong kho. Sao vậy? Tôi không thể vào nhà kho sao? Vậy thì tại sao cô lại đánh nhau với Lâm Đà Mỹ? Thực ra cô ta nói gì? Hôm qua ở trong kho, cô đã đẩy Đà Mỹ vào kệ hàng, khiến hàng bên trên rơi xuống trúng vào đầu của cổ. Tôi không đẩy cô ta, là tự cô ta không đứng vững. Chuyện này liên quan gì tôi? Dù cô không đẩy cổ, nhưng mà cô ra tay với Đa Mỹ là sự thật. Nếu như cô không thừa nhận, chúng tôi có thể mở camera giám sát ra. Tôi mong là sau này cô đừng có làm chuyện ấu trĩ như vậy nữa, cũng đừng gây phiền phức cho Lâm Đa Mỹ. Giờ anh đang lấy thân phận bảo vệ Lâm Đa Mỹ ra lệnh cho tôi sao? Không chỉ có vậy đâu, tôi còn là cấp trên của cô. Đứng trên lập trường của công ty, đưa ra vài lời khuyên với hành vi bất ổn của nhân viên, nếu khuyên hoài vẫn không sửa đổi, vậy hậu quả sẽ ra sao? Tôi nghĩ chắc là cô cũng biết rõ. Tới lúc đó thân phận của vợ chủ tịch tập đoàn Phi Diệu cũng không giúp ích gì được đâu. Làm tốt gì mà cô nên làm đi, ngày mai giao cho tôi.
Đa Mỹ. Ê, anh tới rồi. Sao rồi, em đỡ hơn chưa? Ừ, đỡ nhiều rồi. À phải rồi, có manh mối của thư ký Thôi chưa? Hồ sơ của anh ta ở Phi Diệu đã bị tiêu hủy tất cả rồi, cho nên ở chỗ Trần Tiểu Phi e là không tìm được thứ gì có giá trị nữa. Nhưng anh phát hiện vài thứ trong số di vật của ba. Là thứ gì vậy? Địa chỉ của thư ký Thôi. Nhưng anh đoán ở đó chắc không còn ai nữa đâu. Nhưng mà anh vẫn cứ muốn đi thử. Ừ, anh phải cẩn thận đó. Yên tâm đi, nhớ chăm sóc bản thân. Ừ. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Diệp Nam Định đáng ghét, lại dám bắt mình tăng ca đêm, công báo tư thù, trả thù cho Lâm Đam Mỹ, đúng là quá đáng lắm. Tức trắng cả đêm, chắc chắn da mặt sẽ khó coi, lát nữa còn phải ghi hình nữa. Đúng là bực bội mà. Alo. Vợ của chủ tịch à, gần đây sống sao rồi? Anh là ai? Đúng là quá tệ rồi, mới đó quên tôi rồi sao? Anh lại muốn tôi làm gì? Hỏi thăm cô một chuyện thôi. Nghe nói em gái Lâm Đa Tuấn, Lâm Đa Mỹ làm cùng công ty với cô à? Anh muốn nói gì đi? Bây giờ tôi đang ở gần công ty cô. Cái gì? Nghe nói cô ta còn là ngôi sao. Cô với cô ta ai nhiều tiền hơn vậy? Không thể để Lâm Nam Mỹ gặp anh ta, tuyệt đối không được. Anh đang ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm anh nghe. Tôi đang đứng trước cổng công ty cô. Phải rồi, tôi chỉ muốn gặp một mình cô thôi. Anh lại tới tìm tôi làm gì? Anh đưa ra yêu cầu trước đó chúng tôi đã đáp ứng rồi, còn muốn làm gì nữa? Đúng vậy, nhưng mà gần đây xảy ra chút chuyện, tôi cần cái này. Tưởng chúng tôi là máy rút tiền sao? Muốn tiền thì sẽ có ngay. Đừng đừng là vợ chủ tịch tập đoàn Phi Diệu mà đối với tôi như vậy, tôi sẽ đau lòng lắm đó. Cô tưởng tôi thật sự ngốc vậy sao? Đem giao đĩa phim gốc cho các người hả? Bây giờ kỹ thuật phát triển vậy, chỉ cần tôi muốn thôi, tôi có thể chép ra hàng ngàn hàng vạn cái kìa. Anh nói vậy là sao? Anh muốn nhờ đĩa đó tống tiền tôi cả đời sao? Nếu như cô Trần muốn hiểu theo kiểu như vậy, tôi cũng hết cách rồi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ bàn bạc với chồng tôi. Thật tình, tôi kêu cô một mình ra đây chính là không muốn thấy chủ tịch Trần. Tính anh ta nóng nảy quá, tôi không muốn gặp anh ta. Anh thấy tôi nên kêu tôi ra sao? Sao cô toàn nghĩ theo chiều hướng xấu vậy? Không muốn làm lớn chuyện chẳng phải là ý của chúng ta sao? Hai chúng ta có thể âm thầm giải quyết xong chuyện này, lỡ như để chủ tịch Trần biết chuyện vậy đôi bên đều bất lợi. Cô muốn thấy kết quả đó hay sao? Ngoài ra nói cô biết, nếu như tôi và mẹ tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy đĩa gốc đó cũng sẽ được gửi tới nhà họ Lâm ngay. Cô không nói chuyện nghĩa là đồng ý rồi. Vậy tôi chờ tin vui của cô đó. Bây giờ lại không thể kêu Trần Nghĩa Lâm đưa tiền, mà đi đâu lấy tiền đưa hắn đi? Ngoài ra nói cô biết, nếu như mẹ tôi và tôi có chuyện gì bất trắc á, vậy đĩa gốc đó sẽ được gửi tới nhà họ Lâm ngay. Nhà họ Lâm mà anh ta nói chính là nhà của mình. Nội dung trong đĩa đó là gì khiến dân hình phải sợ đến vậy? Phải rồi, còn có Trần Tiểu Phi. Thứ có thể khiến cho Trần Tiểu Phi nổi giận lôi đình thật ra là thứ gì? Thank you.
Còn nói lại lần nữa. Đừng nóng giận mà. Xin lỗi ba, nhưng mà con đã quyết định rồi. Con cũng giải thích với Kỳ Kỳ, con muốn quay lại bên cạnh Đa Mỹ. Trời đất, sao con có thể đột nhiên nói những lời này? Mấy hôm trước chẳng phải hai đứa bên nhau vẫn tốt sao? Mẹ còn tưởng là con thông suốt rồi, sao bây giờ lại dây dưa với Lâm Đa Mỹ nữa? Xin lỗi mẹ, quả thật con không thể lừa dối bản thân, lừa dối Kỳ Kỳ. Sắp tổ chức hôn lễ rồi, sao lại muốn trở về bên cạnh Lâm Đa Mỹ? Hôn nhân đâu phải trò đùa. Chính vì không phải là trò đùa, cho nên lần này con muốn thận trọng suy nghĩ. Ba, mẹ, thời gian này con đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà con vẫn không làm được, làm ba mẹ phải thất vọng. Xin ba mẹ tha thứ. Đừng nói nhảm nữa, chuyện này không cho con quyết, hôn lễ vẫn phải được tổ chức. Ba, con có biết đính hôn có ý nghĩa gì với một cô gái hay không? Bây giờ con bỏ rơi Kỳ Kỳ sẽ gây ra tổn thương lớn với nó ra sao, con có hiểu không? Con hết lần này tới lần khác hồi hôn, nếu đồn ra con kêu Kỳ Kỳ làm sao sống đây? Con đã giải thích với Kỳ Kỳ rồi, con tin là cô sẽ hiểu cho con. Kỳ Kỳ cũng đồng ý hủy bỏ hôn ước sao? Cho dù Kỳ Kỳ đồng ý rồi, ba cũng sẽ không đồng ý. Con muốn trở về tìm người phụ nữ tên Lâm Đa Mỹ đó, ba đã nói với con rồi, ai cũng có thể, chỉ cô ta không được. Xin lỗi ba, con yêu Đa Mỹ. Bây giờ con càng biết chắc chắn ngoài cổ ra, con sẽ không ở bên cạnh bất kỳ ai. Xin ba mẹ cho con thêm một cơ hội, bỏ qua thành kiến, thử tìm hiểu về Đa Mỹ. Con tin là ba mẹ sẽ thích cổ mà. Nam Định. Còn bên chú Kỳ, hôm sau con sẽ tự mình đi thỉnh tội. Ba, con đi trước đi. Nam Định, Nam Định à. Trời ơi, anh nói coi, lại về với Lâm Đa Mỹ rồi. Hôn lễ, xính lễ đã chuẩn bị gần xong, bây giờ phải làm sao đây? Còn làm sao gì nữa, hôn lễ vẫn cứ tiến hành. Cô tưởng tôi thật ngốc vậy sao? Đem cái đĩa phim gốc đưa cho các người, không muốn làm lớn chuyện chẳng phải là ý của chúng ta hay sao? Hai chúng ta có thể âm thầm giải quyết xong chuyện này mà. Nếu như tôi và mẹ tôi có xảy ra chuyện gì bất trắc á, vậy cái đĩa gốc đó cũng sẽ được gửi tới nhà họ Lâm ngay. Đúng là sắp điên rồi, mình biết đi đâu gom nhiều tiền như vậy. Làm sao đây, tôi phải làm sao đây? Cái này xong rồi. Dạ. Có chuyện gì sao? Anh nghĩ sao? Nếu như không phải công việc, để sao hắn nói? Cho em tâm trạng ổn định đã. Diệp Nam Định, anh đối với em có phải là quá tàn nhẫn hay không? Đơn phương hủy bỏ hôn ước với em, bây giờ lại muốn em lập tức vui vẻ tới đây để gặp anh. Xin lỗi, anh không có ý đó. Nếu anh không thể hiện rõ lập trường, có lẽ em không dễ dàng từ bỏ. Nói như vậy, anh đang muốn tốt cho em, em nên cảm ơn anh có phải không? Nam Định, anh vô tình với em tới như vậy sao? Điều anh có thể nói chỉ có xin lỗi mà thôi. Một câu xin lỗi lại đính hôn của chúng ta coi như là không tính.
Tất cả nỗ lực của em trước đây đều thành bọt bóng hay sao chứ? Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà anh thật sự không cách nào miễn cưỡng bản thân ở bên em. Huống chi sau này người tổn thương chắc chắn là em. Kỳ Kỳ à, anh thật chỉ coi em như là em gái. Nếu như chúng ta trở thành vợ chồng, em sẽ chỉ buồn lòng đau khổ. Anh từ chối em như vậy. Hôn lễ đã chuẩn bị xong, một câu nói là tan tành thành mây khói. Em không buồn lòng, không đau khổ làm sao được? Hay là anh cho em nghỉ phép, em ra ngoài cho khuây khỏa để tâm trạng thoải mái hơn. Cái gì chứ? Chúng ta làm cùng một không gian như vậy, anh sợ em thấy anh với Lâm đang mỹ, tâm trạng sẽ khó chịu. Thật ra anh quan tâm cô ta hay là anh quan tâm em? Anh sợ cô ta sẽ thấy khó chịu hay sao? Vậy anh để cô ta đi giải khuây đi. Kỳ Kỳ, anh đã thấy hình em vừa gửi cho anh chưa vậy? Nhưng được rồi, anh ta là ai vậy? Em cũng không biết. Sáng hôm nay lúc em đi làm, thấy anh ta đứng ở bên cạnh Văn Hinh. Hình như anh ta đang dùng đĩa gốc gì đó để uy hiếp Văn Hinh thì phải. Tống tiền của cô ta hình như không chỉ là lần đầu. Tống tiền? Hắn còn nói là nếu như không lấy được tiền hoặc bị hại sẽ gửi đĩa gốc tới nhà họ Lâm. Họ Lâm à? Vậy chẳng phải liên quan tới chúng ta? Nếu đúng là như vậy thật, người đàn ông này rất quan trọng với chúng ta. Dạ phải. Anh nhờ anh Đạt tìm cách điều tra thử, đợi tin của anh. Dạ. Mày xuất diện chưa? Ta sẽ không thấy cổ gọi cho mình. Nghi Lâm. Hả? Anh sao vậy? Anh đang đọc hồ sơ này, nhập tâm quá, đột nhiên em bước vào làm anh giật mình đó. Phải rồi, người bên chương trình ghi hình sắp tới rồi, chúng ta chuẩn bị đi. Nhưng mà... Hả? Hai chúng ta có thể âm thầm giải quyết xong chuyện này. Lỡ như để chủ tịch Trần biết chuyện, vậy đôi bên đều bất lợi. Cô muốn thấy kết quả đó hay sao? Em muốn nói chuyện gì? Anh không có gì, chúng ta chờ chuẩn bị đi. Được. Quý khán giả thân mến, chào các bạn. Con đường thành công kỳ này rất vinh dự có thể mời được chủ tịch tập đoàn Phi Diệu, anh Trần Tiếu Phi và vợ của anh ấy, nhân tài thời trang Giang Hinh. Chào anh chị gửi lời chào khán giả đi. Chào quý vị, tôi là chủ tịch tập đoàn Phi Diệu, Trần Tiếu Phi. Xin chào quý vị, tôi là Giang Hinh. Anh chị đúng là trai tài gái sắc, tuổi trẻ tài cao, vô cùng xứng đôi. Tôi tin là nhiều khán giả xem đài muốn biết con đường thành công của anh chị. Chương trình của chúng tôi hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm lời giải đáp này. Dối trá không biết nhục, tân bốc lẫn nhau. Hai người đó đúng là nực cười. Cuộc sống của hai người đó giống dĩ dùng dối trá để theo dệt nên mà. Tôi sao? Cũng không có bí quyết gì. Loại người giống như họ cũng được mời lên TV. Nội dung chương trình được đạo diễn sắp đặt từ trước. Chỉ cần ngồi ở đó đọc theo kịch bản đã chuẩn bị trước là được. Không biết là bao nhiêu người dân bị lừa gạt bởi mặt nạ dối trá mà họ đang đeo. Sau khi chương trình được phát sóng, hình tượng của tập đoàn Phi Diệu chẳng phải sẽ được nâng cao sao? Mẹ à, mẹ không cần lo lắng. Leo cao té đau, bây giờ cứ để cho họ tận hưởng vinh quang. Có lẽ đây là hành vi tự đào mồ cho mình cũng không biết chừng. Anh Đạt, điều tra giúp tôi anh ta là ai. Được, không thành vấn đề, gửi hình qua điện thoại cho tôi đi. Ừ. À phải rồi, hôm qua cậu đã xem phỏng vấn Trần Tiếu Phi và Giang Hinh chưa? Coi rồi. Hình như phản ứng cũng không tệ đâu. Hôm qua cổ phiếu của tập đoàn Phi Diệu tăng cao, sách của Giang Hinh bán cũng chạy lắm. Hình như các mặt đều không có lợi cho chúng ta. Có phải chúng ta nên nghĩ cách gì không? Chuyện Danh Hình in sách anh không cần phải lo lắng. Sách đó vốn không phải do cô ta viết. Cái gì? Danh Hình đi nhờ người khác viết giùm cô ta. Đa Mỹ nghe nói Danh Hình sắp in sách cảm thấy kỳ lạ, nên đi dò hỏi thử. Trong giới này rất nhỏ, làm chuyện không nên làm không giấu được đâu. Vậy thì với Trần Tiếu Phi và Danh Hình mà nói, đây là đòn chí mạng rồi còn gì. Tại sao không tiết lộ chuyện này ra luôn đi?
Hai con rối đó, cứ để cho họ diễn hết mình đi. Có câu càng leo cao té càng đau. Chúng ta đợi họ leo tới đỉnh cao nhất mới ra đòn quyết định. Hết nói đủ thứ chuyện. Tin xấu tràn lan, hoặc là bị gạt, hoặc là có vấn đề về chất lượng. Lúc Lâm Thiên Thành còn sống, những chuyện như vậy hoàn toàn không thể xảy ra được đâu. Chúng tôi cần cậu cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Các vị cổ đông, mời xem qua tài liệu. Các vị cổ đông, cho tới hiện tại, công ty dưới sự quản lý của tôi xảy ra rất nhiều vấn đề. Tôi cảm thấy rất có lỗi với các vị đây. Thật xin lỗi vì vấn đề của tôi ảnh hưởng tới hình tượng của tập đoàn. Cổ phiếu công ty rớt giá khiến công ty rơi vào khó khăn trước nay chưa từng có. Tôi cũng rất lo lắng và cũng liên tục tìm kiếm, tìm ra một lối đột phá có thể đưa mọi người bước ra khỏi giai đoạn khó khăn. Rất may là tôi đã tìm được lối đột phá này. Trong thời đại thông tin, chúng ta nên theo kịp thời đại, lợi dụng kênh truyền thông có lợi. Trần Tiếu Phi tôi, chủ tịch của tập đoàn Phi Diệu, ở đây, từ chỗ giấu mặt đã xuất đầu lộ diện, đối diện với đông đảo người tiêu dùng. Hôm nay tôi trịnh trọng tuyên bố tôi sẽ là đại diện cho tập đoàn Phi Diệu. Anh ta đại diện được không? Có chắc sẽ thành công không? Đầu tư nhiều tiền như vậy thì mất uy tín. Có hợp lý hay không? Trong 3 tháng qua, cổ phiếu công ty liên tục rớt giá. Hôm qua giá tăng không ngừng, đạt mức cao nhất xưa nay. Đây cũng là thắng lợi ban đầu trong chiến lược tôi làm đại diện cho công ty. Về sau, tôi sẽ đem lại cho các vị một tương lai đầy bất ngờ. Tiểu Phi à, nghe cậu nói vậy, tất cả cổ đông chúng tôi lại có thêm niềm tin ở cậu rồi. Tập đoàn Phi Diệu giao cho cậu rồi đó. Yên tâm đi, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Được, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu. Cảm ơn. Chủ tịch à, anh có điện thoại nè. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Được. Mình đi. Vậy chúng ta đi thôi. Đi thôi. Tốt rồi phải không nào? Đúng rồi. Chỉ còn lại 2 ngày thôi. Tên Trương Gia Tường này, tôi biết đi đâu gom nhiều tiền như vậy chứ. Tôi biết rồi mà. Cô Giang Hinh, chúng tôi bên truyền hình muốn có cuộc phỏng vấn với cô. Cái gì? Phỏng vấn gì vậy? Em yêu anh, yêu mãi. Ngọn đèn này lao hoài. Thật ra càng nghĩ càng không ổn. Giang Hinh nói với mình là nó không có tiền, là có ý muốn đuổi mình đi. Vậy thì không được. Tiếp tục như vậy nó sẽ tưởng là mình dễ ăn hiếp lắm. Không được. Ngừng rồi. Xin lỗi, đang nghe điện thoại một lát. Không sao đâu, cô nghe đi. Alo, mẹ. Alo, Giang Hinh à, bây giờ con đang ở đâu vậy? Ở công ty sao? Dạ phải, giờ con đang nhận lời phỏng vấn. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, chúng ta về nhà rồi nói được không? Con coi đó, nói chuyện
Sao cứ như là biến thành một người khác vậy? Con đó, không cần phải làm bộ thái quá tới như vậy đâu. Thôi được rồi, nếu như con không rảnh á, mẹ sẽ nói ngắn gọn thôi. Tiền mà mẹ cần á, con chuẩn bị tới đâu rồi? Mẹ, chẳng phải chưa tới kỳ hạn cuối cùng sao? Nè, tại sao nhất định phải tới kỳ hạn cuối cùng mới đưa tiền cho mẹ? Bây giờ trả lời dứt khoát không được hay sao? Mẹ thấy mấy hôm nay con á, không có tâm trạng chuẩn bị tiền cho mẹ gì hết. Nếu như quả thật không được thì mẹ sẽ gọi điện thoại cho Đa Tuấn. Mẹ, có chuyện như vậy? Phải đó. Sao lại như vậy? Xin lỗi mẹ, dù sao đi nữa chúng ta về nhà rồi nói được không? Con nghĩ coi, thật ra Đa Tuấn cũng rất là đáng thương. Để con gái ruột của mình á, làm con gái của người ta, nhớ nó cũng không thể gặp mặt, tội nghiệp làm sao á. Mẹ, nếu mẹ mà đi, chúng ta đều không được sống yên, mẹ biết không? Ủa, có chuyện gì? Tại sao lại như vậy chứ? Để con về rồi nói. Con cúp máy đi. Không biết có vẻ căng thẳng lắm. Có áp lực thì mới có động lực được. Xin lỗi nha, có việc gì gấp sao? Nếu như cô bận như vậy, chúng ta hẹn lúc khác đi. Không sao, không có gì, không sao đâu. Alo, chẳng phải vừa mới nói sao, tối nay về nhà gặp mặt mẹ mà. Cô mời tôi tới nhà cô sao? Tối nay hả? Chỉ còn thời gian một ngày thôi. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Cô Văn Hân, có chuyện như vậy? Cô ta sao vậy? Sao lại chạy đi? Anh ơi. Dạ, chào anh. Địa chỉ này có phải là ở đây không vậy? Anh muốn hỏi gia đình ở tầng 4 sao? Trước đây đúng là họ sống ở đây. Trước đây? Vậy còn bây giờ? Đã dọn đi mấy năm trước rồi. Bây giờ có gia đình khác dọn về sống rồi. Anh à, tôi là bạn thân đã lâu của ảnh. Nếu như anh có gặp lại ảnh hoặc là anh đi đâu có tin gì về anh ấy thì làm phiền liên lạc với tôi nha. Được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì. Tạm biệt. Đa Mỹ, phải tăng ca sao? Phải đó, sao vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện gì? Sao anh lại lo lắng vậy chứ? Mỗi lần em nói có chuyện muốn nói là anh lại lo lắng sao em thay đổi ý định. Anh sắp suy nhược thần kinh vì em rồi nè. Sau này em sẽ không làm cho anh buồn lòng nữa, cũng không làm cho anh lo lắng nữa. Thật không vậy? Anh có thể tin tưởng em được không đó? Dĩ nhiên rồi. Không chỉ có vậy, em còn hạ quyết tâm rồi. Em muốn cùng anh đối diện với ba mẹ anh, cho tới khi được họ gật đầu chấp nhận mới thôi. Thật sao? Từ trước cho tới nay, em luôn để anh một mình đối diện với áp lực gia đình. Có lẽ em thật sự cho rằng bản thân em không có tư cách. Đa Mỹ, nhưng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ cùng anh đối diện với áp lực, đối diện khó khăn, kiên trì tới cùng. Em tin là nhất định sẽ được ba mẹ anh đồng ý. Đây mới là Đa Mỹ mà anh biết, dù gặp phong ba vẫn không thể làm em ngã quỵ. Nhưng mà anh cũng biết, bây giờ Trần Tiếu Phi còn tưởng em thích anh ta. Như vậy có những chuyện bắt tay vào làm sẽ càng dễ dàng hơn. Em không muốn thành quả trước đó đều thành vô ích. Anh biết rồi. Anh sao vậy, giận rồi hả?
Sao đột nhiên anh trở nên ích kỷ quá vậy? Anh cũng biết mà, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Mẹ, Nam Định con về rồi hả? Con chào bác. Anh ơi, anh ơi. Kìa kìa, tới à? Không phải. Share